giản dị. Nếu ai có muốn gì nghĩ thì phải cẩn thận mà nghĩ suy. An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu rồi Đồng Tháp, còn biết bao nhiêu là chỗ để mình vô trọng tham quan chơi. Ai ơi, đâu có ca từ làng để dân ca, ai đi xa cũng muốn trở về. Nhờ khói bếp cơm ngon nơi mắm ca, nhờ con ngang ngang giang địa lý câu. Phản ứng bất ngờ phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Ủa, Liên. Tình nè. Ủa, Liên đi đâu vậy? À, cầm cháo qua cho Tình ăn hả? Trời ơi, lần sau có gì nói tiếng, mình chạy qua Tình ăn liền. Đưa đây. Tài ơi, Tài, ra ăn cháo nè. Tài ơi. Gì vậy Liên? Nè, Liên có mua cháo cho Tài ăn nè, ngồi xuống đi. Cảm ơn Liên nha. Mà sao tự nhiên mua cháo qua đây? Tại Liên biết Tài bị bệnh mà ông Tư không có nhà nên Liên mua cho Tài ăn á. Ăn đi. Có gì đâu, Tài tự lo được mà. Thôi, cảm ơn Liên nha. Ăn đi mà hết bệnh nha. Ăn đi. Liên, sao Liên lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho nó vậy? Bộ Liên thích nó hả? Ông bị khùng hả? Bạn tôi ai bệnh thì tôi cũng vậy thôi. Ông giỏi thì bệnh đi. Liên, sao tự nhiên tôi chóng mặt quá. Thiệt chóng mặt quá Liên. Chóng mặt thì về nhà ngủ đi, đứng đây làm gì vậy? Đi. Thấy không, viên trùng bay kìa. Đừng lại gần. Viên trùng không đó. Ông bị cái gì vậy? Tự nhiên kiếm chuyện à. Tài, ăn cháo đi, để Liên vô pha nước chanh cho nha. Cảm ơn Liên nha. Ê kia, vợ của mình tao với mày nè, hai mình nói chuyện như hai thằng đàn ông đi. Dám nói không? Ê, ho bịt miệng lại với mày. Mày sợ lây bệnh á thì về nhà nghỉ đi. Ở đây làm gì? Đứng nhìn mày ăn hết cháo chứ gì. Đi chanh tới rồi. Đây, chanh nè. Cảm ơn Liên nha. Ê, chết rồi, Liên quên bỏ đường vô rồi. Đáng đời, cái tật. Thôi kệ nó đi Tài, để Liên vô pha ly khác cho. Thôi được rồi, Liên ngồi đây đi, không cần pha nữa đâu. Lẹ lẹ. Ủa mà Tài, sao tự nhiên Tài bệnh dữ vậy? Tài cũng không biết nữa. Chắc là do hôm qua Tài đi chặt dừa với ông nội, đứng phơi nắng cả ngày nên mới bị bệnh. Mà Tài nghĩ ăn tô cháo này xong là khỏe lại à, sao đâu. Phơi nắng bị bệnh. Nếu mà chị Liên đã nói như vậy thì đại ca phải bị bệnh. Bệnh thiệt nặng. Đúng rồi. Đại ca cảm thấy sao? Tao thấy nắng. Nóng nữa. Nắng, nóng là đúng rồi. Đứng giữa trời nắng người ta gọi là cảm nắng. Không, đại ca đứng nắng rồi. Cháu bà nó cũng bị bệnh cho hốn chi là con người. Đại ca cứ an tâm đi. Ổn đúng không? Ổn. Ê, đứng thẳng lên coi. Ok. Đàn ông đàn ăn gì mà cứ giật dẹo. Cứ phải đứng như em đây này. Rồi. Đại ca đứng đây hết nắng, kiểu gì cũng bệnh. Rồi. Đi nhảy lên nhanh lên chị hai. Có gì là chết gì cưng. Ủa chị chờ ai mà nãy giờ em thấy chị đi qua đi lại hoài vậy? Vậy chị không có chờ ai hết á. Chị à, chị hai vô rồi. Chị làm gì vậy? Thầy phong thủy chị nói là hả, đúng 12 giờ chị mới được bước chân ra khỏi nhà, mà phải bước bằng chân phải nha. Phải là hôm nay có rất nhiều con nợ tới trả nợ cho chị. Trời đất ơi, em tưởng gì, chị cứ đi tới đi lui. Chị ơi, nếu như mà mình làm ăn có tâm á, thật lòng á, thì sẽ được may mắn thôi.
chứ chị đừng có tin thầy đồ lung tung, không có tốt. Trời ơi, mình làm ăn mình phải tin mà. Nên thôi kệ đi, chị thấy chị thấy may mắn là được. Em thấy không có tin đâu. Con này phải tin chị chứ. Hai Hương ơi. À, ai vậy? Em gửi trả chị tiền 1 triệu nè. 50 tiền lời nữa. Em trả cho chị hả? Dạ. Hôm nay qua nhà trả cho chị luôn. Dạ. Đó, em thấy không? May mắn thấy sợ không? Chị cho mượn gì cho vậy? Em nói cái gì? Cảm ơn chị nha, chị cho mượn gì cho vậy đó. Đó, em râu nghe chưa? Chị cho mượn gì cho vậy đó. Cảm ơn em nha. Cảm ơn chị nha. Ừ, dễ thương quá à. Về đi cẩn thận nha. Trời ơi, thầy của tôi. Trời ơi, thấy không, em thấy không, chị nói đúng mà. Đúng 12 giờ, chị bước chân một cái có nợ trả liền à. Ờ, không phải đâu chị hai. Nhiều khi nó trùng hợp thôi. Nhiều khi nhầm cái ngày hôm nay á, người ta mới lãnh lương hay người ta mới có tiền gì đó, thì người ta đem qua người ta trả chị liền. Chứ để thêm ngày nữa chị lời cắt cổ người ta chịu không nổi. Không có đâu em ơi, không thể nào mà may mắn hết á. Tại vì á hả, là hả, mọi thường chị tới nhà chị đòi, không bao giờ trả, hẹn toàn là tháng sau không à. Hôm nay chị mặc áo màu vàng, bước chân phải là trả liền, chạy thẳng qua nhà luôn đó. Thôi chị đi nha. Dạ, chúc chị may mắn. À, gì vậy chị? Thầy nói là chị từ bây giờ trở đi không có được đi vòng đi tắt nữa, không có đi hướng này mà đi thẳng vô đường cửa chính và đi ra thẳng hướng này. Dạ. Chị đi nha. Chị Hai Thương ơi, chị Hai Thương ơi, em Tuấn Sau Đời chị ơi. Ý, chị? Tuấn Sau Đời hả? Này em qua trả tiền cho chị nè. Thằng Tuấn Sau Đời trả tiền cho chị. Đúng rồi chị. Em thấy chưa? Đợt trước em mượn của chị là 4 triệu đúng không? Đúng rồi. Em gửi chị 4 triệu. Đây là 1 triệu tiền lời. Dạ, em gửi chị. Chị cảm ơn em nha. Dạ. Ừ, thôi về nha. Dạ. Ờ, chị hồi nãy em thấy cái cậu gì áo đỏ đó là 1 triệu là tiền lời 50 ngàn. Ừ. Thì cái bạn này 4 triệu là tiền lời 200 ngàn. Chị thối lại bạn đó 800 ngàn đi. Em râu à, sao em rảnh rang vậy? Trời ơi, em không có hiểu cái gì hết trơn á. Em biết không, vậy nè, cái tiền này nó mượn á, là người ta mượn á, là có 1 tháng thôi. Còn nó mượn chị à, tới mấy tháng lận, mấy năm lận ha. Ban đầu nó nói là cho nó mượn mua con gà. Nó đá gà đúng không? Đúng rồi. Ừ, nó đá con gà chết chừa lại cái trứng. Cái nó nuôi cái trứng lớn lên, cái con gà tiếp tục đá nữa con gà chết nữa. Cái nó nuôi cái trứng, nó làm 4 lần vậy, bây giờ nó mới trả tiền lời cho chị đó, em hiểu không? Đúng rồi đó chị. Chị tốt không cưng? Dạ tốt, em cảm ơn chị. Chị cảm ơn chị, em về. Trời ơi, hôm nay ai cũng dễ thương hết đó em à. Trời ơi, hôm nay em cũng dễ thương nữa. Ủa, trời ơi, chuyện gì vui dữ vậy con? Em, dạ, má ơi, hôm nay con vui lắm. Má xuống đây chơi với con nè. Ôi trời ơi, hôm nay sao má đẹp quá nha. Ủa, cái gì vậy? Là cái gì? Bữa nay cái gì mà vui mà hung má dữ vậy? Hôm nay con may mắn má ơi. Ủa, sao nay con hộp màu vàng mà cả nhà mình mặc bông với chấm bi không vậy? Phải mặc màu vàng giống con chứ. Trời ơi, vàng thật của con chứ mắc gì má đâu, mắc má phải bận. Không có, con là hộp màu vàng nhưng mà cả nhà phải mặc theo con thì con mới hộp nữa. Ủa thì chấm bi từ đó giờ thương hiệu của em mà. Em gỡ bớt thương hiệu đó một bữa được không? Thì chị mặc màu vàng đi, ngốc ngó gì tới em đâu kìa. Mà bây giờ má thương con không? Thương. Má thương con, má vô thay đồ đi nha. Nè, lấy muôn đồ màu vàng mặc đi. Má lấy này ăn sáng em, má con lì xì má đó. Cái này của má phải không? Dạ. Em mặc áo màu vàng nguyên thân luôn. Dễ thương quá à. Đi con, đây. Cảm ơn má nha. Còn em à, người ta nói người trong nhà không à. Em là em râu đúng không? Không sao không sao, không có ép em thay áo màu vàng đâu. Em mặc cái gì cũng được hết á. Cắt nha. Chị đi nha. Dạ. Hình như chị hai không có bình thường. Đại ca, đứng từ trưa nắng tới giờ mà đại ca vẫn không bị bệnh. Em thật không ngờ với cái sức khỏe dồi dào của đại ca đó. Đại ca cảm thấy sao ạ? Bình thường. Không sao. Mà nếu không bị cảm nắng thì giờ mình phơi sương, phơi gió, ít gì cũng bị cảm lạnh, đúng không? Nếu như từ giờ cho đến sáng mai đại ca vẫn không đổ bệnh thì chúng ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Cuối cùng nha đại ca. Đại ca bệnh đi, đại ca bệnh đi, đại ca bệnh đi, đại ca bệnh đi, đại ca bệnh đi. Hô à. Tài thấy sao rồi, khỏe hơn chưa? Tôi thấy khỏe hơn rồi.
Tôi muốn ra ngoài để hít thở không khí trong lành, vận động xíu, chứ nhà chán quá. Vậy ngày mai mình tập luôn ha. Ok, lần này nhất định phải thắng. Lát nữa vào, đại ca cứ diễn y như vậy cho em, ho thật nhiều vào. Ok, đúng rồi đại ca. Đại ca cứ ho vào. Đại ca cứ yên tâm, có bọn em hùa theo, kiểu gì thì kiểu chị Linh cũng sẽ tin thôi. Ok, đi. Thằng Tài kìa. Cái thằng này, ở đâu có luyến của tao là ở đó có nó. Mới hôm qua nằm bệnh bẹp giường á, vậy mà hôm nay đi ra hít khí trời. Cái thằng này nó xạo chắc luôn. Mày muốn bệnh đúng không? Tao bệnh mày coi nè. À vào đó. Ok, đi. Đại ca ơi, tại sao đại ca lại phải như thế này? Trời đất ơi, tình bị gì vậy? Nghe này chứ, các em bị sốt. Bệnh nặng lắm chị ơi. Tình mệt lắm Liên ơi. Tình thở không ra hơi luôn á Liên ơi. Ráng lên đại ca, phải ráng lên. Liên giúp tình đi Liên ơi. Ông có teo với nhú rồi mà, còn gì tôi nữa. Chị ơi, bọn em trăm công nghìn việc, xíu nữa em với thằng Teo còn phải ra đồng cắt cổ bò. À nhầm, cắt cổ cho bò ăn đó chị ạ. Trời Liên ơi, hình như bị sốt nặng lắm á, để tôi coi thử coi. Ủa, đâu có bị sốt đâu. Ra mặt hồng hào. Tôi nghĩ không sao đâu. Không sao đâu. Ê, sao mày biết? Mày bác sĩ hả? Tao mệt lắm đó nha. Bớt giả đò đi. Tình mà tại cái em mệt tiêu. Đúng rồi. Lạnh hết cả người. Mệt lành lắm đó. Bây giờ Liên không tin luôn. Liên nhìn nè nha. Liên nhìn nè. Để rồi kìa. Máu nè, đứng nhìn đi, nhìn đi. Cái khăn này nhìn quen quen. Của thằng Teo đúng không? Phản ứng bất ngờ phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Dạ, dạ con nghe thầy ơi. Dạ rồi rồi, con cầm cuốn sổ nợ rồi nè. Dạ sao hả thầy? Bây giờ mình muốn cho nó tự tài thì mình phải bỏ những cái nơi mà nhập thổ với thoáng mát phải không thầy? Xanh tươi. À, dạ dạ, con cảm ơn thầy. Dạ để con lên đằng trước nhà của con. Dạ sao ạ? Đằng trước là bị mất tài mà đằng sau nhà mình mới giữ tài. Dạ, con sẽ ra sau hè. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, dạ con làm liền. Dạ. À thầy ơi, mình để đó bao nhiêu tiếng mình lấy vô? 9 tiếng hả thầy? Dạ, con sẽ canh từng giờ con lấy vô. Dạ, cảm ơn thầy. Ôi, chẳng lẽ đây là trời định sẵn sao? Gọi cho thầy mới được. Alo, thầy ơi, con đi ra đằng sau hè đó thầy. Độ đất ngoài đây mát lắm thầy. Tự nhiên có sẵn một cái đống lá đó thầy. Thầy, mình để lá khô hay là lá tươi hả thầy?
lá khô lá tươi cũng được hả thầy? Dạ. Dạ, chính tí, dạ chính tí. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ sao ạ? À? À, có nghĩa là lá là mộc, à đất là thổ, rồi cái lá mà đốt lên thành quả, quả nó sinh ra thổ. Ôi, thầy ơi thầy hay quá. Giờ con biết rồi, con biết rồi. Cảm ơn thầy nha. Dạ, dạ. Nhập thổ không lỡ mà lời. Trời đất ơi, trời ơi, chính tiếng sao tự nhiên con nợ nó ạch vô trong mặt mình, nó trả tiền trả tiền trả tiền. Trời ơi sao mà rung bối rối quá vậy nè. Bỏ vô liền mới được, để lỡ ai ra thấy được lấy của mình sao. Nằm ở đây nha không, một chút ra nha không, ở đây không ai biết đâu, không ai biết đâu. Tiền nó sắp ạch vô trong mặt rồi. Tao mà bị bệnh thiệt á, Liên sẽ qua chăm sóc cho tao. Vậy thì em nghĩ chúng mình nên đẩy nhanh cái tiến độ bị bệnh của đại ca đi. Nhưng mà tụi mình nó đã làm hết cách rồi đại ca. Cha đại ca phơi sương nè, phơi nắng nè, phơi gió, thậm chí cái khăn siro nữa, khăn máu rồi đại ca không? Không qua mặt được chị Liên mà đại ca cũng không bị bệnh luôn. Đại ca khỉ như trâu như bò vậy. Tụi bay nhảm quá, suy nghĩ cách cùng tao đi. Đại ca, hay là đại ca thử giẫm vào cái đinh đi đại ca. Rồi đại ca bị phong đòn gánh, rồi chị Liếm sẽ yêu đại ca hơn hả đại ca? Mày giẫm trước đi rồi tao giẫm. Rồi. Em nghĩ đại ca nên ra ngoài kia để cho con chó dại cắn đại ca một phát. Đại ca mà phát bệnh dại thì ôi rồi ôi. Chị Liếm sẽ yêu thêm đại ca hết lòng hết dạ. Chó cắn mày. Có em cắn lại con chó. Mày nhảm quá, nghĩ cách khác đi. À, có rồi. Tụi mày làm cái gì vậy? Ê! Xin lỗi đại ca, cách này hơi tàn nhẫn. Hiệu quả chưa đại ca? Gieo mình 3 tiếng dưới dòng sông Ly Việt, không bị cám mới là lạ đó. Ờ, đúng rồi. Với lại biết sao không? Hồi qua đại ca này, sáng phơi nắng này, tối thì phải phơi sương nữa, cộng thêm cái mà ngâm nước sông thì nữa mà sao không bệnh, bệnh là cái chắc. Tụi bay nói nhiều quá, chạy qua kêu Liếm qua chăm sóc tao đi. Rồi đi. Lẹ lẹ nha. Dạ. Đổi định mệnh. Rồi tụi mày. Tính ra đại ca, bạn với tôi có được bữa ăn hôm nay đúng không? Bắt thang lên hỏi ông trời, hỏi sao bệnh thiệt mà nàng không tin. Luyến ơi, em ở đâu vậy? Không được. Rồi, lâu thôi à. Tao đi qua tao chơi chị Luyến mới được. Thôi, ăn uống đi. Cứ từ từ. Đại ca cũng không chết được đâu.
đại ca mà chết đi hết phim. Nhưng mà đại ca kêu mình đi kêu chị Luyến thì mình phải đi kêu chị Luyến. Đại ca là đại ca đang nằm ở nhà, chị Luyến thì cũng đang ở nhà đang nằm. Đúng rồi. Còn hôm nay anh em chúng ta là vậy cũng mới nằm ở đây không say không về. Chị hai, cái gì nữa? Em xin lỗi chị hai nha, chị đừng có khóc nữa. Trời ơi, làm sao mà không khóc biết bao nhiêu con nợ trong cuốn sổ đó, bây giờ làm sao nhớ hết được đây? Thì thằng Tèo bữa hổm nó thiếu con 2 triệu đó, cái đó là má nhớ đó, má nhớ giùm con. Trời ơi, là thằng Tèo xóm dưới đúng không má? Đúng. Trời, cảm ơn má, cảm ơn má. Ai chị? Cái gì? Không mấy à. À, sáng ngày mai á em mượn nợ chị khai trương cho chị may mắn lại nha. Mày nín đi, trời ơi giật hết rồi là lấy tiền đâu mà cho mày mượn, vậy là mày xui nữa đó biết không, khổ ghê. Còn cái thằng Mạc nó mượn 1 triệu, bây giờ trả 1,9 triệu. Chị cho mượn gì cắt cổ dữ vậy, 1 triệu mà thành tới 1,9 triệu lận. Trời đất ơi, cô là em của tôi mà cô nói tôi vậy được đó hả? Cô biết nó mượn tôi 1 triệu này bao nhiêu lâu chưa? Cái ngày nọ tôi đang đi trên cầu, tôi tự nhiên tôi thấy nó đứng ngay cầu nó khóc, xong nó đề ba, nó chạy từ xa tới, tôi kêu dừng lại, nó đứng lại, tôi hỏi tại sao em đang làm cái hành động gì đó. Nó nói là chị ơi em nợ tiền người ta đòi quá cho em nhảy cầu em tự tử. Cái tôi mới nói là thôi em đừng tự tử, em nợ bao nhiêu mà em tự tử dữ vậy? Dạ 1 triệu. Trời, 1 triệu mà tự tử làm cái gì? Em mượn 500 mới có 3 ngày mà lấy 1 triệu rồi đó, thấy không, người ta cho vay cắt cổ hơn vậy nữa. Chị mới nói thôi được rồi, chị sẽ cho em mượn 1 triệu, em cầm đi, chị lấy lời ít lắm là chị giúp nó đó. Rồi vừa rồi chị qua chị đòi nó. Em cảm ơn chị, em nhớ ơn chị lắm, năm trước chị đã cho em mượn 1 triệu, nếu mà chị không cho em mượn năm nay là đám giỗ của em rồi. Chị xót xa quá chị không lấy nữa, chị bỏ chị đi. Cho đến năm nay chị qua, chị mới qua cách đây mấy ngày, nó vẫn nói em cảm ơn chị, em cảm ơn chị 2 năm trước chị đã cho em mượn 1 triệu, nếu không có chị em năm nay là đám giỗ của em rồi. Là chị bỏ đi nữa, có nghĩa là 2 năm là thành 1,9 triệu lần đó đó, chứ đâu có phải là chị lấy lời nó cắt cổ đâu. Chị ơi, nhưng mà em thấy á, cái chuyện mà chị xui á, rồi em lỡ em đốt cái cuốn sổ nợ của chị á, là nhiều khi đó là ý trời đó chị. Tại vì chị chơi dai vậy á, mình tạo nghiệp lắm. Má nghe nói được không? Dai cắt cổ cái gì? Trong khi đó tiền nhà này, tiền ăn uống lúc nào cũng gấp đôi hết. Cái gì cũng kêu con. Mà bây giờ không cho dai, không lấy lời thì lấy tiền đâu mà chi trong nhà này đây? Nó hỏi cái gì cũng đưa thừa tôi hết trơn hết trơn á. Em xin lỗi chị Hai. Chị Hai, bình tĩnh đi chị Hai. Em nhớ rồi. Ông Hận á. Ông Hận xuống trên. Ông Hận xuống trên. Đúng rồi. Chết cha, chị không nhớ nợ nhiều trơn á, mượn nhiều không nhớ gì hết trơn. Giờ sao giờ đây? Ví dụ như á, chị lên chị đòi là trả tao 15 triệu. Sao ông nói là trời ơi, tôi chỉ thiếu chị có 5 triệu thôi. Thì lòi ra cái số tiền ông nợ chị. Hay quá à. Trời ơi, ông nợ lần đầu tiên chị thấy ông thông minh như vậy đó. Mọi thứ tiếp tiếp đi. Chị cứ để từ từ đi rồi người ta tự động lại người ta trả chị à. Trời ơi, ai mà tự động qua trả. Tôi đang chuẩn bị nhớ một người nữa. Cô nói vô là quên luôn rồi đó. Cả nhà này sao rối quá à. Ai cũng làm rối hết trơn. Thôi không cần nữa, cả nhà đi ra khỏi nhà đi. Để cho con tự nhớ, con tự làm gì con làm đây. Xin lỗi chị Hai. Thôi không có cần xin lỗi mà. Trời ơi, tôi cần tiền. Trời ơi, tôi không có cần xin lỗi. Đốt sách vườn ta có nhiều đó cũng đỡ nữa, bây giờ có ai đâu mà nhớ. Đón xem tập 18 sitcom Vũ Long Đại Náo vào lúc 13:15 ngày 5 tháng 5 năm 2019 trên kênh HTV7. Phản ứng bất ngờ phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Con đi thi tiếng hát liên xã. Dạ đúng rồi, chính em là người là đem cái tiếng hát cũng đợi tới cuộc thi đó đó chị. Tao nói nghe, lúc mà Út đợi á, nổi tiếng rồi á, mày lẻo đẻo theo á, người ta sẽ kêu mày á là đĩa mà đeo tiếng hạt, bịp bịp mà đậu nhà ngói. Ủa, nói vậy là Út đợi bỏ rơi tao luôn hả? Chắc chắn như vậy luôn. Vụ gia đình có hữu sự không mấy chính? Tại vì Út đợi nó đi thi mà trong lòng á thì sợ nó rớt quá, đi buồn.